tôi có hai dung dịch natriosid và dung dịch acid clorhydric đựng trong hai ống nghiệm này. Chưa biết ống nghiệm nào là đựng dung dịch gì. Đấy. Vậy thì này, có những cách nào để nhận biết ra hai dung dịch nào? Thì tôi sử dụng cái thuốc thử đầu tiên là phenolphthalein. Vậy xem ống nghiệm nào sẽ đựng acid clorhydric và ống nghiệm nào đựng dung dịch phenolphthalein nhé. Khi nhỏ phenolphthalein vào mỗi ống nghiệm thì ta thấy là dung dịch natri acid làm phenolphthalein hóa hồng, còn acid clorhydric thì dung dịch acid clorhydric thì không làm được màu dung phenolphthalein. Vậy đây là dung dịch natri acid và đây là dung dịch acid clorhydric. Đây là cách 1 để cho ta tiếp tục sang cách 2.